Ngụy Diên tự Văn Trường, người Nghĩa Dương, nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ông là người đã lưu lại đại danh trong lịch sử đời Tam Quốc. Hậu thế tiếc thương vì cái chết oan của ông, một danh tướng dũng mãnh, mưu lược, lập nhiều đại công cho nước Thục. Kênh Văn Hóa Lịch Sử xin cùng quý thính giả luận bàn về cái chết của danh tướng Ngụy Diên nước Thục. Kính thưa quý thính giả, tiên chủ Lưu Bị coi Ngụy Diên là một tướng tài và đã đề bạt ông giữ chức đốc Hán Trung, trấn viễn tướng quân, kiêm Hán Trung thái thú, sau khi Lưu Bị lấy được Tây Xuyên, tạo dựng nước Thục lớn mạnh. Hán Trung là một vị trí chiến lược quan trọng, phải có một tướng tài coi giữ, tướng đó không ai khác ngoài Trương Phi, ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng nay, lại giao nhiệm vụ quan trọng này cho Ngụy Diên, bản thân Trương Phi cũng nghĩ mình sẽ cai quản Hán Trung, các quần thần bán tán xôn xao. Để tạo uy tín cho Ngụy Diên, Lưu Bị nghĩ ra một kế hay, ông triệu tập quần thần và để Ngụy Diên trả lời chất vấn. Lưu Bị hỏi Ngụy Diên, nay ủy thác khanh giữ nhiệm vụ nặng nề này khanh cảm thấy thế nào? Diên đáp, nếu Tào Tháo cử quân cả nước tới, thì thần sẽ vì vương mà đương cự. Nếu chỉ phái thiên tướng dẫn 10 vạn binh tới, thì thần sẽ nuốt chửng chúng cho vương. Tiên chủ cho câu trả lời như vậy là hay, và mọi người đều cảm thấy lời nói ấy quả rất xứng đáng. Qua lời nói hùng hồn, mạnh dạn của Ngụy Diên, tam quân đều khâm phục, về sau quả nhiên ông đã làm tròn trọng trách là một đại tướng có đủ mưu lược. Trong các cuộc chiến tranh Bắc Phạt, các tướng tài của Tào Tháo như Trương Hợp, Vương Song, Quách Hoài đều do Ngụy Diên giết chết. Đến năm 231 công nguyên, Ngụy Diên được thăng chức Tây Trinh đại tướng quân, giả tiết, sau đó được phong làm Nam Trịnh Hầu. Nước Thục sau khi Quan Vũ, Triệu Vân mất, bất cứ xét về mặt nào, Ngụy Diên vẫn là nhân vật đứng đầu. Một người tài năng như vậy, tại sao lại chết oan? Nếu xét nguyên nhân từ bản thân Ngụy Diên, như tính tự cao, kiêu ngạo trong xử thế, dễ gây cho mọi người sự hoài nghi thì điều đó không phải là chủ yếu. Điều chủ yếu là do Gia Cát Lượng không tin tưởng ông, nên đã có sự sai lầm trong sự sắp xếp nhân sự để kẻ tiểu nhân là Dương Nghi lợi dụng. Gia Cát Lượng bao giờ cũng cẩn thận, nên ông không thích những người có tinh thần khai sáng và mạo hiểm. Ngụy Diên mỗi lần theo Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn để bắc phạt đều đề xuất những kiến nghị có tính mạo hiểm, như muốn xin chỉ huy một vạn binh mã, cùng Gia Cát Lượng chia thành hai hướng, và hợp lại tại Đồng Quan, giống như Hàn Tín khi xưa. Lời xin ấy có nghĩa là, xin ngài cấp cho tôi một vạn binh mã, tôi sẽ làm như Hàn Tín, xuất quân từ Bao Trung, đi theo Tần Lĩnh, tiến về hướng Đông, đến Tự Ngọ lại chuyển về hướng Bắc. Trong vòng 10 hôm có thể kỳ tập Trường An, rồi hội sư với ngài tại Đông Quan. Ngày nay, khi các chuyên gia quân sự phân tích nhìn lại thì thấy kiến nghị của Ngụy Diên là dựa trên cơ sở phân tích tổng hợp tình hình quân địch, đường đi, hậu cần để mà đề xuất, khá hợp với thực tế. Một ý nghĩ to gan như vậy, thử hỏi làm sao Gia Cát Lượng đồng ý. Do vậy Lượng đã ngăn lại. Điều đó làm ức chế tính tích cực của Ngụy Diên, khiến ông không khỏi những ý kiến thắc mắc như thường nói, Lượng quá nhút nhát, than tài mình không được dùng hết, những lời nói đó thỉnh thoảng tới tai Gia Cát Lượng, và thời gian kéo dài, khiến Gia Cát Lượng có thành kiến với Ngụy Diên. Năm 234, Gia Cát Lượng trong lần Bắc Phạt cuối cùng, khi biết mình sắp mất đã gọi riêng Dương Nghi, Khương Duy lại để bàn việc hậu sự và rút quân về Thục. Giao cho Dương Nghi làm chỉ huy, yêu cầu Ngụy Diên đoạn hậu, Khương Duy theo sát Ngụy Diên, nếu Ngụy Diên không tuân lệnh thì xử theo quân pháp. Dương Nghi tài không bằng Ngụy Diên, giữa hai người trước đó lại có mâu thuẫn rất sâu sắc. Khi Dương Nghi được trao quyền chỉ huy, Ngụy Diên chắc chắn sẽ không phục. Gia Cát Lượng sắp xếp việc lui quân, Ngụy Diên lại không biết sự thật ra sao, lại càng mâu thuẫn với Dương Nghi. Quả nhiên, sau khi Gia Cát Lượng mất, Dương Nghi đã áp dụng biện pháp bí mật không phát tang và cử Phí Huy đi trinh sát tình hình, tư tưởng của Ngụy Diên. Ngụy Diên nói, thừa tướng tuy đã mất nhưng tôi còn đây. Vậy có thể phái phủ quan lo việc đưa di thể trở về chôn cất, còn tôi sẽ chỉ huy quân đánh giặc, chứ đâu để chỉ vì một người chết mà lại bỏ chuyện thiên hạ đại sự hay sao? Ngụy Diên là người gì mà lại đi đoạn hậu cho Dương Nghi? Ngụy Diên bất phục, do vậy Thục quân rối loạn. Trong tay Dương Nghi đang giữ Thượng Phương Bảo Kiếm, lại có Chánh Nghĩa là người đưa di thể Gia Cát Lượng trở về an táng, lại có kế sách giết Ngụy Diên nếu bất tuân của Gia Cát Lượng để lại. Ngụy Diên bất tuân Dương Nghi và bị chụp lên đầu chiếc mũ tạo phản, một cách oan uổng, chịu đầu rơi. Khi Mã Đại mang đầu Ngụy Diên đến, Dương Nghi vẫn chưa hết thù hận, dùng chân đạp lên đầu Ngụy Diên, nói tên bất tài nhà người có làm giữ được nữa không? Ông ta còn ngỏ ý phải tru di tam tộc Ngụy Diên mới hả dạ. Tiếc thay Ngụy Diên, một danh tướng nước Thục mà có cái kết như thế đó. Sau khi Ngụy Diên chết, Dương Nghi trở về thành đô, tự cho mình là người có đại công, nhất định sẽ thay thế Gia Cát Lượng mà nắm quyền bính. Nào ngờ ông ta chỉ được phong chức trung quân soái, về sau bị cách chức cho làm thường dân, vì thế ông ta bất bình, oán hận, nếu trước đây, khi thừa tướng mất ta kéo binh theo họ Tào thì đâu phải gặp hoàn cảnh như ngày hôm nay. Bộ mặt thật của kẻ trung thành giả dối đã bộc lộ hoàn toàn. Những việc làm của Dương Nghi, nói rõ ông ta lợi dụng việc Gia Cát Lượng không tín nhiệm Ngụy Diên, để thực hiện âm mưu mượn dao giết người. Ngụy Diên trải trăm trận, không chết dưới tay kẻ thù mà lại chết dưới tay của kẻ tiểu nhân, thật là oan uổng.
Nhưng bi kịch lớn nhất là Gia Cát Lượng dù luôn khuyên thuộc chủ Lưu Thiện nên thân cận hiền, thần lánh xa tiểu nhân, nhưng kẻ tiểu nhân thật sự lại ở ngay bên cạnh mà được ông tin dùng, trao ấn Nguyên Nhung khi ông mất. Sự hoài nghi bao giờ cũng được làm sáng tỏ, nỗi oan khiên luôn được người đời minh oan. Nói cho cùng, Ngụy Diên có phải là người muốn làm phản hay không? Những hành động của ông khi còn sinh tiền đã nói rõ điều đó. Ngụy Diên khi Gia Cát Lượng mất bị kích động nhất thời đã quên mất đại cuộc gây đánh nhau trong nội bộ quả là không nên, nhưng chỉ dựa vào đó mà quy cho tội tạo phản là chưa đủ chứng cớ. Kênh Văn hóa Lịch sử Luận bàn. Dựa trên cái chết oan của Ngụy Diên chúng ta có thể rút ra được bài học. Muốn làm nên sự nghiệp lớn, cần phải tín nhiệm và trọng dụng những nhân tài có đại mưu, đại lược, có tinh thần khai sáng. Người có tinh thần khai sáng thường là những người gai góc nổi bật ít khi chú ý đến những vấn đề tế nhị trong quan hệ xã giao. Do vậy, dễ làm cho thượng cấp không an tâm, làm cho người đồng cấp không thông cảm, giúp cho kẻ có dụng tâm riêng một cơ hội để ly gián hoặc bôi nhọ.